Lee Min Ho, Chang Ge Eun Suk đều phản ứng mạnh khi Park Shin Hee cưới. Theo tri thức trẻ, dù đã diễn ra từ ngày 22 tháng 1, nhưng đám cưới của Park Shin Hee và Cho Tae Joon vẫn đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Cặp đôi vốn là những ngôi sao hàng đầu, chính vì vậy đám cưới của họ quy tụ cả dàn khách mời đình đám. Trong đó, không thể thiếu những bạn diễn thân thiết. Tình màn ảnh của cô dâu hai nam thần Lee Min Ho và Chang Ge Eun Suk đã đến chúc mừng tình màn ảnh lên xe hoa với nhà chồng, và đáng chú ý hơn cả là lời nhắn của họ dành cho cô dâu. Vì Park Shin Hee đề thiệp mời Lee Min Ho là gửi kim tan, nên anh cũng khéo léo, dàn mặt đầy hài hước với câu chúc mừng "phải chăng anh đang chúc mừng em?" Ai ngờ, đây là câu nói phỏng theo lời thoại "phải chăng anh đang thích em?" trong GI của nam tài tử khi nói với Park Shin Hee. Đến ngày 23 tháng 1, Chang Ge Eun Suk tiếp tục gây sốt khi trả lời câu hỏi của một fan như sau: "Anh có cảm xúc gì khi biết Go Min Nam, tên nhân vật của Park Shin Hee kết hôn?" Nam ca sĩ bất ngờ đáp lại đầy hài hước, khiến khán giả cười bò vì câu trả lời đầy tủi thân. Cô ấy đã bỏ rơi Hoàng Tae Kyung rồi. Được biết, Hoàng Tae Kyung chính là tên nhân vật của Chang Ge Eun Suk và anh đã làm đám cưới với Park Shin Hee trong phim Cô Nàng Đẹp Trai. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!